béo phì đang trở thành một nguy cơ sức khỏe với cộng đồng, thì thiếu cân cũng có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hiểu lầm về những phương pháp đúng đắn để tăng cân một cách an toàn. Một người cần tiêu thụ đủ lượng calo mỗi ngày để cơ thể thực hiện chức năng bình thường. Tình trạng thiếu calo có thể gây ra mệt mỏi, buồn nôn, vấn đề về tóc và da, hệ miễn dịch suy yếu, loãng xương, vô sinh, rối loạn ăn uống, những vấn đề về phát triển, tăng nguy cơ nhiễm trùng, những bí quyết chung để tăng cân một cách an toàn. Theo nghiên cứu, ăn nhiều calo hơn mức tiêu hao của cơ thể sẽ dẫn đến tăng cân. Lượng calo cần thiết để đạt được điều này sẽ thay đổi tùy từng người. Trung bình ăn nhiều hơn 300 đến 500 calo so với lượng calo mà cơ thể đốt cháy hàng ngày thường là đủ để tăng cân ổn định. Để tăng cân nhanh hơn, có thể cần ăn thêm tới 1.000 calo mỗi ngày. Rất nhiều người có suy nghĩ sai lầm rằng cứ ăn nhiều đồ chiên, nhiều dầu mỡ, nhiều đồ ngọt là tăng cân nhanh. Tuy nhiên, khi ăn quá nhiều chất béo sẽ khiến bạn tăng cân không kiểm soát. Béo phì và thân hình toàn mỡ không săn chắc. Ăn nhiều bữa nhỏ cách nhau không quá 4 giờ. Nếu bạn muốn giữ lại các bó cơ săn chắc của mình và tăng cường thêm cơ mới, hãy nhớ ăn các bữa cách nhau từ 3-4 giờ. Vì vậy, hãy giữ các bữa ăn điều độ và nhất quán trong một thời gian. Bạn sẽ nhận được kết quả sớm là một cơ thể đầy đặn khỏe khoắn. Tránh uống nước ngay trước bữa ăn. Đừng làm mất đi sự ngon miệng của mình bằng cách uống nước trước hoặc trong bữa ăn. Cách này có thể phù hợp với những người muốn giảm cân, nhưng với những người muốn giảm cân thì lại có tác dụng ngược lại. Nên tránh các loại chất lỏng, kể cả nước, sữa, nước trái cây trước khi ăn tối. Ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ chuyển hóa thực phẩm một cách chậm chạp hơn khi chúng ta đang ngủ. Do đó, có một bữa ăn nhẹ, nhỏ dinh dưỡng trước khi đi ngủ là một cách khác để giúp bạn có được cân nhanh. Tập luyện thể thao hợp lý. Một số môn thể thao đòi hỏi sự dai sức như đi bộ, bơi, chèo thuyền, đạp xe không nên tập vì sẽ làm bạn tiêu tốn nhiều năng lượng, đốt cháy lượng mỡ dự trữ của cơ thể. Thay vào đó, bạn hãy thử luyện tập một số môn thể thao đòi hỏi sự vận động cơ bắp như bóng bàn, cầu lông, tennis, bóng chuyền, khiêu vũ. Nên luyện tập với cường độ mạnh nhưng thời gian luyện tập mỗi ngày nên rút ngắn. Ngủ đủ thời gian cần thiết. Thời gian mà bạn ngủ cũng là thời gian các cơ bắp của bạn có thể hồi phục và mạnh khỏe hơn. Hãy ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày nếu như bạn muốn những nỗ lực của mình đem lại kết quả. Giữ tinh thần vui vẻ. Hạn chế stress. Tinh thần tốt không chỉ giúp bạn cải thiện cân nặng mà còn nâng cao sức khỏe tổng thể, cải thiện chất lượng công việc và cuộc sống của bạn. Với người gầy, điều này sẽ đi kèm với những lợi ích về giấc ngủ, khả năng ăn uống, tiêu hóa và giúp bạn tăng cân dễ dàng hơn. Hãy hạn chế stress bằng các hoạt động giải trí, nghỉ ngơi hợp lý. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tăng cân hoa bảo hỗ trợ tăng cân cho người gầy hiệu quả. Các thành phần hữu ích trong sản phẩm gồm những gì? Cao men bia, bổ sung hơn 15 loại vitamin, các nhóm A, nhóm B, B1, B2, B6. Nhóm C cần thiết cho cơ thể, tinh chất tảo pizuler, chitafan. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ kích thích ăn ngon miệng, hỗ trợ tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ nâng cao thể lực và cân nặng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể và hỗ trợ giảm nguy cơ suy dinh dưỡng, ăn uống kém. Với những điểm kể trên, viên tăng cân hoa bảo sẽ là giải pháp tuyệt vời giúp bạn nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực và cải thiện cân nặng một cách bền vững. Tham khảo ngay để thay đổi vóc dáng, thay đổi cuộc sống cùng viên tăng cân hoa bảo nhé. Hãy nhớ rằng sức khỏe mới là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Hi.